Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin cập nhật của dịch bệnh trên phạm vi thế giới. Theo dữ liệu tổng hợp mới được công bố, trong ngày 12 tháng 1, thế giới đã ghi nhận 17.500 ca tử vong vì COVID-19, bên cạnh 737.900 ca nhiễm mới. Tổng số người chết trên toàn cầu đã lên đến mốc gần 2 triệu. Đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận hơn 17.000 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày kể từ khi đại dịch xảy ra. Theo số liệu của hãng tin AFP, trong số 17.000 ca tử vong này, Mỹ vẫn chiếm nhiều nhất với gần 4.500 ca, theo ngay sau là Mexico và Anh. Đại dịch đến nay đã lấy đi sinh mạng của 1,99 triệu người trên toàn cầu, trong tổng số hơn 92,7 triệu ca nhiễm được thống kê. Chính phủ Bolivia đã ký kết với Viện Serum của Ấn Độ một thỏa thuận mua 5 triệu liều vaccine do hãng dược phẩm AstraZeneca và trường đại học Oxford của Anh nghiên cứu và phát triển. Theo đó, vaccine của AstraZeneca Oxford sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa bệnh COVID-19 của Bolivia cùng với vaccine Sputnik V của Nga nhằm đảm bảo 100% dân số quốc gia Nam Mỹ này được tiêm chủng. Theo Tổng thống Bolivia, số vaccine do Viện Serum sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển đến Bolivia từ tháng 4 tới. Trong đó, lô đầu tiên mà nước này nhận được là 1 triệu liều. Chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 tại Bolivia hoàn toàn miễn phí và tự nguyện. Ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa thông báo nước này sẽ áp đặt trở lại lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong phiên họp nội các đặc biệt, ông Antonio Costa cho hay lệnh phong tỏa mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1, bao gồm các biện pháp siết chặt như đã từng thực thi hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái. Cụ thể, các cửa hàng không thiết yếu, quán cà phê, nhà hàng phải đóng cửa, trừ trường học. Bên cạnh đó, người dân phải ở nhà và có thể ra đường để đi bỏ phiếu vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 24 tháng 1 tới. Ông Costa nhấn mạnh từ ngày 17 tháng 1, người dân có thể đi bỏ phiếu sớm. Trong ngày 13 tháng 1, nước Anh tiếp tục phá vỡ các kỷ lục trước đó khi có tới 1.534 ca tử vong vì COVID-19 và gần 48.000 ca mắc mới. Đây là con số thiệt hại nhân mạng hàng ngày cao nhất tại Anh Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này vào tháng 3 năm 2020. Các con số này cũng đã chính thức đưa nước Anh vượt qua cột mốc 100.000 người thiệt mạng vì COVID-19, với tỷ lệ tử vong trên dân số cao ở mức hàng đầu thế giới là 151 ca trên 100.000 dân. Đây là các con số được tổng hợp từ nhiều nguồn số liệu khác nhau tại Anh, mặc dù chính phủ Anh mới chỉ thông tin về số ca tử vong do COVID-19 là gần 85.000 ca. Ngày 14 tháng 1, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Philippines đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine do hai hãng dược Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. Được xác nhận có hiệu quả lên tới 95%, vaccine của Pfizer-BioNTech là loại vaccine ngừa bệnh COVID-19 đầu tiên được nhà chức trách Philippines phê duyệt. Phát biểu trong một cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc FDA của Philippines, ông Rolando Enrique Domingo cũng cho biết nước này đang xem xét cấp phép tương tự đối với vaccine do công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc phát triển.